Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi làm mới về rồi nè. Mấy ngày nay bận quá, không có thời gian nấu gì cho con mình. Mình mua đồ, order đồ ở ngoài nhà hàng về ăn thôi, take out không. Hôm nay mới có thời gian nấu. Ở đây mình có ướp thịt gà. Ở đây mình sẽ chiên thịt gà cho chú nhờ con trai của mình nha. Cả nhà khỏe không? Chiên cho cả nhà coi. Cho cả nhà coi cho nó hấp dẫn không? Bây giờ cái chảo nó nóng rồi nha. Bây giờ mình bỏ xì gà vô cho con mình. Đó. Không biết cả nhà có thấy không? Tôi mở cái bánh rất là đen cho nó, sợ nó ồn lắm ha. Nhà mình không có nước dừa, có nước dừa là mình sẽ bỏ vô đây ngon hơn một chút nữa, nhưng không có, tại không có nấu thường xuyên, không có mua, nó không có đầy đủ lắm. Cho cả nhà coi. Nó chưa được chín lắm, mình để cơm ra là không có chuyện. Bây giờ mình đã nó chín một bên rồi, mình chở qua một bên. Wow, rất good. Hấp dẫn lắm. Không làm sao cho mọi người thấy được. Có chị Quanh ở Việt Nam nó có nấu cái món sườn với pineapple là sườn nấu cái gì làm cho cái cháo gì chắc thốn hả? Để nấu học cái món nó nấu thử cho chưa nhờ ăn, không biết chưa nhờ có chịu ăn không nữa. Cơm thì mình đã nấu rồi, bây giờ mình bỏ microwave warm up đó cho con mình. Đợi gà chín, mọi người đợi mình chút nha. Mọi người thấy không, cái gà nó đừng không biết không được thấy không. Chưa được chín đâu. Nhà mình lại không có nước dừa mà mặn không muốn bỏ nước lạnh vô, mình chén nước cái bỏ thôi để nó có chút giảm ngon. Hôm nay mình được mua được 5 thao tôm mà đang không biết làm món gì. Món được thứ năm là đậu bánh xèo, còn không là luộc tôm luộc lên. Con xã mình đây mình rủ ổng bỏ tôm luộc vô bia hay nước dừa cho ông xã mình ăn. Nó
nhưng mà khi anh Việt đang ở Việt Nam, mọi người thông cảm. Nhìn ngon lắm đấy nha cả nhà. Mọi biết Tony nó có thích không? Ở nhà có hai mẹ con mà nấu ăn cũng đơn giản, không có khó lắm. Con mình thì hơi kém một chút, con nít ở Mỹ lớn lên nó cũng ít ăn rau cải nữa, nên mọi người thông cảm. Có nhiều cái video khác quay đầy đủ hơn, còn mình thì chỉ đơn sơ. Nên hy vọng con mình sẽ thích món gà chiên tối nay, nhưng mà nó cũng rất lắm. Tết Việt Nam sắp tới rồi, mình muốn về lắm nhưng mà về không được, con mình còn phải đi học. Nhớ chồng phải chịu thôi. Để xíu nữa đi. Hấp dẫn. Cho nó chín thêm một chút nữa. Mình không có đổ nước lạnh vô, không ngon. Có nước dừa thì mình đổ vô được, không có nước dừa mình phải đổ nước ở chicken broth. Sorry. Mình cho nó cạn cái nước này đi, rồi mình sẽ là chín rồi. Như không, như nó hơi mặn chút. Ok, sẽ bị ok, ăn được, decent, không có nổi tệ lắm. Con mình không chín rồi đây mà khăn cho nó 30 giây nữa cho con mình. Sợ con này còn thì mấy đứa con của mình thì không có ăn cơm nhiều, ăn Mỹ này tùy theo mỗi cháu. Không biết Nhã Quỳnh mới qua Mỹ sao, biết Nhã Quỳnh chịu. Bây giờ Nhã Quỳnh đang sống ở Việt Nam, mới Nhã Quỳnh đi Mỹ, không biết Nhã Quỳnh có ăn cơm không. Mình đang chiên sắp chín rồi, chín rồi thì mình sẽ lấy ra cho khô nè. Mình tháo ra cái này, mình đem lại cho mấy coi, cho cả nhà coi. Dinner của Tony tối nay cơm gà đơn sơ giản dị vậy thôi à. Tại con mình cũng ăn gì đó, con này là của chàng tối nay đó. Cảm ơn mọi người nha. Mấy bữa nay bận quá, không có làm được video tại vì đi làm mỗi ngày. Hôm nay mình đi làm mà cái chỗ mình ở nó gần ra biển, không biết xa lắm. Người ta đem đi vô mấy cái tiệm nghe người Mỹ, người ta đi đánh cá không biết gì mà người ta đem tôm tương vô bán, mà thì theo loại cái tôm này thì 5 đồng một thao, rất là rẻ. $5 per thao, 5 đồng một thao. Mình mua cho 5 thao tươi. Cái này mình luộc với lợi bia hay là steam với lợi coconut.
Tôi rất là bự. Để sao ta? Để sao mình đo? 5 đồng một phao. Rất là tươi. Mình cũng xem 7 in nè. Mình nghĩ chắc cái này cũng 7 in. 5 đồng một phao. Tôm rất là tươi. Tại mình ở gần gần biển nữa, nên người Mỹ người ta đi đến mấy cái tiệm neo, người ta biết người Asian của mình thích. Có bán cá nữa, nhưng mà mình không biết làm cá nên mình chịu thua. Tôm thì mình ok, mình chỉ cắt cái này, cắt cái này. Còn cá, I don't know. Nên mình mua cái này để mình không biết làm cái gì. Chắc nha, cắt cái đầu, cắt cái đuôi. Mình sẽ cái bẩn gì? Nấu giống thịt kho. Cái bẩn gì? Rim. Nhưng mà không biết làm món đó, nhưng mà nhờ, mình làm sẵn thì mình nhờ ông anh mình, nó muốn là ông kho giùm. Không biết làm sao, mình để mình chỉnh cái máy cho mọi người coi nha. Nhìn thấy mê luôn. Mình sẽ kéo cái này lại cho mọi người coi. Tôm khoe rất là rẻ. Cheap, very. Năm đồng một per pound. Nếu mà nhà đông thì có mua được nhiều, còn mình có không có hai là con không mua nhiều lắm. Mình mua gì chứ mình hay cho nè. Wow, it's a big shrimp. Ông xã mình đây mình luộc trên chậu ăn. Tôm ngon quá, hồi sáng biết mua nhiều một chút. Mong mong mì quay cho mấy cô chú coi. Con mình nó dạy mình làm đấy. Ở giờ mình chia ra. Tại mình họ làm ăn một đống này không chết á. Họ ăn không hết đâu. Không chết. Cholesterol. Thôi mình sẽ chia ra. Mình để, ở Mỹ thì mua đồ ăn nhiều á, mọi người cái người ta chia ra từ bịch để trong freezer vậy. Còn này mình biết làm gì, mình chia từ bịch rồi mình cầm lấy ra. Con mình nếu mà ăn là phải mở cái vỏ nó ra, chứ ăn gì chàng không ăn đâu. Để bên con đột như người Việt mình là chàng không ăn, phải lấy cái ven ra rồi lột vỏ ra mới ăn. Mấy cậu lớn hơn ở Mỹ là vậy đó. Junior, can you have mommy double back, please? Open another plastic bag. I can put this one on double back. Junior, hãy sợ vô video. Shh. Another side. You have to do that. Yeah. No. No, this side. No, that's helpful. Để từ bịch từ bịch nhé, để từ tô đá khi nào mình cần thì mình lấy ra nha cả nhà. Mình để vậy sẵn vậy đó. Mình sẽ chia ra làm cái bịch này, mình chắc bỏ vô bịch này lợi, mình cho cái cô cho chị chút cho chị mới. Còn này thì không biết làm gì, chắc làm khách thêm đó. Ok. Không biết ngày mai nấu món gì cho nhờ. What you want to eat tomorrow? Mà mì khúc vậy. What you want tomorrow? Mà muốn mà muốn mà mày nấu tôm thì mày nấu tôm cho con ăn.
Chú nhớ. Nhớ thích tôm thì má mày nấu tôm. I closed my door so you won't hear me in the footage. It's okay, con. Anyway, mình lấy mấy cái này mình luộc thử đi. Kerosene, huh? Yes, it is. And I love you. Finish your homework. Quay trở lại mà mì lại. Mình luộc xong cái mình ăn thử cho nó tươi. Cái gì mình cho người ta cho cái chuyện kia. À, chết rồi không được. Lốt đi. Hai giờ đêm rồi. Cả nhà thấy không? Mình mở cái này ra. Mình đang xiên tôm ăn sợ ăn thử thôi. Ăn một mình nè, hôm nay là xong rồi đó. Chàng ăn cơm xong chàng đi lên lầu rồi đó. 9 giờ mấy là mai phải đi học, xúc miệng đi ngủ. Bây giờ mình làm cái này á, mình hết tận lực mấy người làm YouTube nha. Người ta phải chuẩn bị đồ ăn, người ta phải đứng nấu, rồi có người quay, người nói. Còn mình hả? I do everything by myself là một mình. Bây giờ mình mới thương mấy người đó. Thấy anh ta mình bỏ cái miếng là OB của seafood cho thử có được không? Có không nhỉ? Cũng ngon, chắc ngon rồi. Cái chị trong tiệm mình làm chỉ nó xào bơ tỏi cũng ngon lắm, nhưng mà mình không nhầm, không có, không có đi chợ, nó không có ga lịch, không có tỏi, nhưng I can do that. Làm này đơn sơ thôi. Bữa mình về Việt Nam mình đi Vũng Tàu với ông xã mình có mua mấy cái chai đồ biển chấm, mình ăn cái này chắc cũng ngon lắm. Let's see cái chai này. Mình phải coi trong tủ nè. Bữa mình mua ở Việt Nam một cái là sauce for seafood rồi chấm đồ biển, muối chanh cay chấm cũng đồ biển được luôn. Ông thích hai cái flavor nào mình muốn dùng cái nào cũng được, mình sẽ dùng hết hai cái coi cái nào ngon. Màu xanh hoặc là màu ớt, màu kia ngon. Cái ô bê nó chưa đủ, mình sẽ đổi. Xin một cái hình ô bê mong ô bê. Năm đêm nhà nghỉ, không có đi làm. Hôm bữa chủ nhật ở đây mình ở gần cái chùa người Việt Nam. Cuối tuần ở trong chùa nó bán đồ ăn nhiều lắm, bán rau, cải, hủ qua, cải xanh, cà hủ. Dẫn lắm cả nhà ơi. Thật ra mình bài đầy nhà chứ mình ăn được bao nhiêu nữa. Giờ là tối rồi. Đây à, không dám ăn nhiều. Mập.
sắp chín rồi nha cả nhà. Tôm không nên luộc lâu quá hả? Nó fresh nữa. Chín rồi mình tắt lửa đi. Bây giờ mình thử hai cái sốt này đi. Lửa rồi, bây giờ mình đem qua đây, mình đổ ra nha. Rồi mình sẽ, hôm nay mình sẽ review cho cả nhà coi. Hôm nay mình ngồi review cho cả nhà nha. Hấp dẫn quá, mà ăn cái này phải đeo vào tay đúng không? Cũng good lắm. Nóng thử hai cái sốt nào ngon, mà cả nhà dùng với mình nha. Mình phải chỉnh là cái camera này. Giờ mình làm cái này mình phải thương đến người làm YouTube nè. Người ta có người hát của mình, I do by myself. Thì nó cũng méo nó không, cứ dạy chỉnh tiếp. Oh my God. Hỏi chú nhờ rồi, chú nhờ không ăn. Mình ăn. Ây da, dơ quá. Dẫn đó, tươi quá, ngon quá. Mình thích ăn đồ biển. Cho mình chọn mình ăn sushi. Cho mình không ăn cái này. Cái bluetooth của mình nó hết rồi. Mình đang chọn cái bluetooth nó nhỏ, mọi người thông cảm nha. Giờ mình chấm cái sốt màu này trước. Sắc màu xanh. Cái này cũng ngon hết. Mà mỗi cái nó có cái different flavor. Mình giờ chọn hai cái ăn thử được không ta? Ai bắt mình? Yummy. Ngon quá, ngon quá. Cái này mình không thể thiếu rượu được. Đây có, giờ có chị Oanh ở đây, có mẹ đây rồi. Mà chị Oanh với mẹ ăn chung vui lắm á. Có chết sorry, giam tùm lum. Cái sốt này ngon quá. Tôm ở Mỹ, sốt made in Việt Nam. Ông xã mình ăn thích ăn tôm. Mốt ở đây cho ăn tôm thoải mái. Ở đây tôm rẻ, ở gần biển. Mẹ mình cũng thích ăn tôm. Mẹ mình ở Mỹ cũng thích ăn tôm, mẹ ở Việt Nam thì lại không biết nhiều lắm, chắc thích ăn chay. Mẹ chồng thích ăn đồ chay nhiều, còn mẹ mình thì lại thích ăn tôm, đồ biển, giống mình. Ngon quá. Cả nhà ơi, sorry nha, mình ăn không nổi nữa rồi, no quá. Ăn có cũng năm sáu con nhiều, mình ăn ít lắm. Mà mình phải ăn nhiều lần, ăn một lần mình ăn bự, một lần bự mình ăn không nổi. Mà ăn nhỏ từ từ vậy. Không biết nãy hỏi Tony, ngày mai con ăn cái gì món mì nấu mà chàng chưa trả lời. Này con xã mình, ông sẽ giúp mình ăn hết cái dĩa này, nhưng mà một mình
một mình ăn không nổi đâu. Sorry cả nhà. Bây giờ mình đi clean đó. Ready go cho con lên giường ngủ. Hẹn mọi người ngày mai tiếp. Xin chào cả nhà. Cảm ơn mọi người ủng hộ kênh mới của Lily. Thank you.